quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, vào 15 giờ chiều 27 tháng 10, bão Xuân Tinh chỉ còn cách bờ biển miền Trung khoảng 150 km. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, từ đêm 27 tháng 10, có gió mạnh dần, giật tới cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với chiều cường, khu vực từ Thái Bình, Thanh Hóa có nước biển dâng cao từ 3 đến 4 mét và từ chiều tối 27 tháng 10, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng lên mức báo động 2. Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Và thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định đã đôn đốc chỉ đạo các sở ban ngành địa phương triển khai công tác chủ động phòng chống bão số 8 với các biện pháp cụ thể. Trong ngày 27 tháng 10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cùng các thành viên trong tổ công tác đã về các xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tình hình di dời dân và kiểm tra các công trình xung yếu tại địa phương. Vào thời điểm này, cái việc đầu tiên tất cả các địa phương ven biển cần phải làm đó là kêu gọi tất cả tàu thuyền ở trên biển về nơi trú ẩn an toàn và phải hướng dẫn bà con sắp xếp để không có cái tình trạng là tàu thuyền bị đắm ở cái nơi neo đậu khi bão vào. Và các địa phương cần phải rà soát lại những cái vùng mà có thể ảnh hưởng bởi gió lớn cũng như là nước biển dâng để có phương án sơ tán dân khi cần thiết. Và thứ ba là phải kiểm tra lại các hồ chứa, đê kè và các biện pháp cần thiết để đối phó với mưa lớn và ngập úng có thể xảy ra. Các địa phương ven biển như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân đã bố trí lực lượng sơ tán dân cư ven biển, đồng thời hướng dẫn nhân dân triển khai chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, trạm xá. Hiện nay tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố đã huy động lực lượng tại chỗ, di dời dân ở những vùng xung yếu, vùng thường xuyên bị ngập lụt đến các địa điểm cao giáo như trường học, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Huyện Cẩm Xuyên đã di dời gần 500 người thuộc các xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Hòa đến nơi an toàn. Đơn vị quân đội 841 huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ về các địa phương vùng ven biển giúp người dân chằng chống nhà cửa và neo đậu tàu thuyền. Tại các xã ven biển huyện Kỳ Anh là Kỳ Ninh, Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, lực lượng quân đội, bộ đội biên phòng cùng với lực lượng dân quân tự vệ tổ chức di dời hàng trăm hộ dân vùng chiều cường đến nơi an toàn. Tỉnh Hà Tĩnh thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra ở tất cả các huyện thị trong công tác phòng chống bão, kiểm tra các công trình hồ chứa nước trong quy trình vận hành xả lũ điều tiết nước như hồ Kẻ Gỗ, sông Giác, đập Kim Sơn. Ngoài ra, các tổ công tác kiểm tra công trình thủy điện Hồ Hố, Hương Sơn. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo phòng chống bão số 8 tại Thanh Hóa. Bộ trưởng đã ghi nhận việc Thanh Hóa khẩn trương triển khai các công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 8. Theo dự báo, vào trưa ngày mai, 28 tháng 10, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa triển khai khẩn cấp các phương án chống bão từ việc kêu gọi các tàu thuyền đánh cá vào bờ. Đặc biệt, việc sơ tán dân phải được hoàn tất trong đêm 27, chậm nhất là đến sáng 28 tháng 10. Bộ trưởng cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão số 8 tại cảng cá Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cảng Hới, thị xã Sầm Sơn. Những cái việc mà cần phải làm gấp rút hiện nay đó là kiểm đếm, kêu gọi tất cả tàu thuyền đang hoạt động ở trên biển về nơi trú ẩn an toàn và hướng dẫn cho ngư dân sắp xếp tàu thuyền để không bị cái sự cố khi bão vào. Thứ hai là rà soát những cái vùng ven biển, những nơi mà có thể bị ảnh hưởng bởi gió lớn và nước biển dâng cũng như là sóng biển lớn để có cái phương án sơ tán dân khi cần thiết. Mặt khác nữa, cần phải rà soát lại đê điều, hồ đập và có cái những biện pháp phù hợp để chuẩn bị đối phó với mưa, ngập úng và lũ quét sau bão. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện toàn bộ trên 8.500 tàu thuyền với 28.000 lao động trong tỉnh đã vào nơi trú bão an toàn tại các cảng cá, âu thuyền trong tỉnh hoặc đã vào tránh trú bão tại các khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và đảo Bạch Long Vĩ. Những phương tiện vào tránh trú bão ở ngoài tỉnh vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình. Riêng tại huyện Hậu Lộc có 7 thuyền đánh cá trên đường vào bờ nhưng đang bị mắc cạn chưa vào đến bờ. Các lực lượng chức năng đang phối hợp với địa phương tìm cách kéo tàu vào bờ. Các âu thuyền bến cá của Thanh Hóa cũng đã đón 116 tàu thuyền của các tỉnh bạn vào tránh trú bão.
Hiện nay tại Thanh Hóa trời đã có gió và mưa rải rác ở một số địa điểm. Tỉnh Thanh Hóa thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại các địa bàn xung yếu. Tỉnh cũng đã vận chuyển 10 tấn gạo lên các huyện miền núi. 2.800 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị quân sự, công an, biên phòng đã được điều động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Tỉnh Thanh Hóa cũng đang rà soát phương án di dân tại các huyện ven biển vào tối 27 tháng 10. Chiều 27 tháng 10 tại cảng cá Cửa Hội nằm trên địa bàn phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, cảng cá lớn nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ, hàng chục tàu thuyền đánh cá xa bờ công suất lớn của ngư dân tỉnh Nghệ An và ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên cập cảng để neo đậu tàu thuyền và giải phóng hải sản sau khi đánh bắt. Mặc dù trời mưa to gió lớn nhưng ngư dân vẫn đang triển khai các công việc chuẩn bị chống bão. Từ nhiều năm nay, cảng cá Cửa Hội ngoài nhiệm vụ chính là làm các công việc liên quan đến hậu cần nghề cá cho ngư dân, còn kiêm thêm nhiệm vụ phụ đó là mỗi khi có mưa bão, ngư dân cho tàu thuyền vào cảng để tránh trú bão. Không phân biệt ngư dân của Nghệ An hay của tỉnh nào, cảng đều phục vụ nhiệt tình, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, tính mạng của ngư dân tránh trú bão. Tuy nhiên, với cầu cảng dài 100m, rộng 10m, cảng cá Cửa Hội chỉ có thể đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi bão ở cấp 7 trở xuống. Lường trước những bất cập này, mỗi khi mưa bão đến, cảng luôn thông báo để tàu thuyền biết, hướng dẫn cho ngư dân tìm nơi trú ẩn hoặc neo đậu tàu thuyền ở những khu vực an toàn khác trong khu vực. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống bão lũ tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mọi công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 8 ở tỉnh đã được thực hiện đồng bộ, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống xảy ra. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo phòng chống bão lũ tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã gọi được 3.951 tàu đánh cá với 16.942 ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn. 30 tàu đánh cá còn lại với 200 ngư dân đang đánh bắt cá trên biển cũng đã nhận được thông tin báo bão và đang trên đường về đất liền. Tỉnh cũng đã phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo các xã, thôn bản, đặc biệt là các vùng thường xuyên bị chia cắt, bị ngập sâu hoặc có nguy cơ bị sạt lở. Ngoài việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác 4 tại chỗ, trực phòng chống bão 24/24, tỉnh còn chủ động và sẵn sàng lực lượng để di rời sơ tán dân ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, vùng có khả năng ngập do nước biển dâng cao hoặc vùng có nguy cơ sạt lở. Tại cảng Danh, cảng Nhật Lệ, Ròn và các khu neo đậu tàu thuyền khác ở tỉnh Quảng Bình, bà con ngư dân đang tích cực thực hiện các biện pháp thả neo, chèn, buộc tàu thuyền nhằm đảm bảo an toàn nhất nếu có bão đổ vào. Bên cạnh đó, tại nhiều địa phương, nhất là các xã vùng biển, nhân dân đã chẳng chống lại nhà, chặt tỉa các tán cây xanh dễ đổ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm để đối phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã huy động lực lượng và các phương tiện để sẵn sàng kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có bão xảy ra. Ngày 27 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thành lập các đoàn đi chỉ đạo kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão tại các địa phương, vùng ven biển trong tỉnh. Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, các đơn vị biên phòng trong tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu, phối hợp với các địa phương ven biển, sử dụng phương tiện thông tin tìm kiếm cứu nạn liên lạc, đài trực canh kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi trú ẩn để chủ động đối phó với cơn bão số 8. Đến sáng ngày 27 tháng 10, tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi 2.458 phương tiện với 5.916 lao động vào bờ neo đậu an toàn. Hiện còn 46 phương tiện đang đánh bắt ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ và đảo Bạch Long Vĩ cũng đã được thông báo và đang trên đường tìm nơi trú ẩn. Tỉnh Quảng Trị đã có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trước và trong bão. Ngoài những công việc của chúng tôi đã triển khai từ hôm qua đến nay, hiện nay chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể phân công cho lực lượng chỉ huy và các lực lượng cơ động để sẵn sàng cùng với các lực lượng ở địa phương để ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Ở trên các huyện thì chúng tôi đều có các mũi có người chỉ huy của tỉnh và các lực lượng cơ động. Thì hiện nay được ngoài những lực lượng cơ động của tại chỗ thì chúng tôi còn có lực lượng hải đội 2, rồi lực lượng bộ chỉ huy, lực lượng tiểu đoàn cơ động chiến đấu để sẵn sàng chi viện cho cả tuyến biển và tuyến núi. Và qua những về thông tin nắm được là hiện nay ban chỉ huy phòng chống lụt bão của các huyện thì thành phố vẫn túc trực 24/24 và cử các đoàn công tác đến kiểm tra các hồ đập, các điểm xung yếu, nhất là những vùng ngập sâu và có khả năng sạt lở. Để như vậy là có và cử lực lượng túc trực để có các biện pháp như vậy ứng phó khi cần thiết. Cái thứ hai nữa như vậy phương án mà di chuyển dân ở những vùng khó, những vùng ngập sâu và sạt lở thì chúng tôi đã lên phương án sẵn sàng rồi. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì chắc chắn phải ưu tiên, tức là di chuyển dân và di chuyển dân đảm bảo tính mạng của nhân dân là trên hết. Mặc dù tỉnh Quảng Trị đã có mưa to nhưng tình hình hồ chứa nước, hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn vẫn ổn định. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, với lượng mưa trong 2 ngày nay, mức nước tại các hồ chưa đạt cao trình đỉnh tràn, dự báo sẽ không có lũ lớn ở vùng hạ du trong và sau cơn bão.
Tuy nhiên, Ban Quản lý các công trình thủy điện, thủy lợi cần tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa và an toàn hệ thống hồ đập, nhất là các công trình đang trong quá trình thi công. Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng dân dụng, đang thi công dở dang phải có phương án đảm bảo an toàn về người và phương tiện, thiết bị vật tư thi công, tổ chức kiểm tra kho tàng, nhà xưởng, công sở, di tích văn hóa, trung tâm thương mại dịch vụ, giăng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lưới điện, giữ vững thông tin liên lạc, giữ trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác để phòng chống bão lụt kéo dài. Thưa quý vị, tại Geneva, Thụy Sĩ, Đại hội đồng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa tổ chức phiên họp toàn thể công nhận tư cách thành viên mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chính thức phê duyệt lần cuối việc Lào gia nhập Tổ chức Thương mại toàn cầu này. Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Geneva, Thụy Sĩ. Sau 15 năm kể từ khi Lào đăng ký gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, ngày 26 tháng 10, Đại hội đồng WTO đã tổ chức phiên họp chính thức công nhận tư cách thành viên mới của Lào tại Geneva. Để có được sự phê duyệt cuối cùng của Đại hội đồng trong phiên họp lần này, Lào phải được sự thông qua của 2/3 số thành viên WTO. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin và hình ảnh trực tiếp của nhóm phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Geneva thực hiện. Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng WTO diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, quy tụ đại diện của 157 nước thành viên đã thông qua quyết định công nhận tư cách thành viên của Lào. Đây là một sự kiện trọng đại với đất nước và người dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hy vọng các thủ tục gia nhập WTO sẽ được phê chuẩn vào tháng 12 tới để Lào trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Ngay sau khi được Đại hội đồng thông qua, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy đã ký nghị định thư với Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Vi Nha Khệt. Lào đã trải qua gần 15 năm đàm phán kể từ khi đệ đơn gia nhập WTO từ năm 1997. Việc chính thức gia nhập WTO được hy vọng sẽ giúp Lào thu hút đầu tư quốc tế nhiều hơn, đồng thời được từng bước tiếp cận thị trường hàng hóa, dịch vụ của các nước WTO, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đổi lại, Lào phải thực hiện những cam kết nhất định đối với hàng hóa. Lào cam kết áp mức thuế trung bình tối đa 18,8% đối với mọi sản phẩm và 19,3% đối với nông sản. Trong khu vực dịch vụ, Lào cam kết cho phép các đối tác tiếp cận thị trường trong 10 khu vực chính và 79 khu vực phụ. Tăng trưởng kinh tế của Lào trong suốt 10 năm qua đã duy trì ở mức ổn định trên 7%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng từ 25 triệu đô la Mỹ năm 2002 lên gần 3 tỷ đô la Mỹ năm 2011. Còn theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, nhân dịp nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos tới thăm Ấn Độ, ngày 26 tháng 10, hai nước đã ký các thỏa thuận tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, thuế và giao thông. Theo bản ghi nhớ do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony và người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Morenet ký, hai bên nhất trí sẽ trao đổi những kinh nghiệm và thông tin liên quan đến quốc phòng, khuyến khích trao đổi các chuyến thăm và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, nước này đang có kế hoạch cung cấp tàu ngầm S-80 chạy bằng điện và diesel cho Hải quân Ấn Độ. Các công ty quốc phòng của Tây Ban Nha như Indra cũng đang hợp tác với các lực lượng vũ trang Ấn Độ trong những lĩnh vực như radar và thông tin liên lạc. Trong khi đó, biên bản ghi nhớ về giao thông nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa hai nước trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó có cả hoạt động xây dựng, bảo dưỡng và quản lý hệ thống giao thông. Các quan chức chính phủ và chuyên gia các cục quản lý đường cao tốc của hai nước sẽ thường xuyên trao đổi thông tin và hợp tác về những lĩnh vực có liên quan, góp phần thúc đẩy và phát triển quan hệ giữa các công ty của hai nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực giao thông. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm của vua Juan Carlos, Ấn Độ và Tây Ban Nha đã ký nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần DTAA nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế. Ấn Độ và Tây Ban Nha ký DTAA từ tháng 2 năm 1993 tại New Delhi. Trong bối cảnh tiền đen trở thành vấn đề đáng lo ngại, Ấn Độ bắt đầu tiến hành thương lượng lại hiệp định này với khoảng 75 nước nhằm tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến lậu thuế, rửa tiền và các hành động phạm tội khác. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Xin hẹn gặp lại quý vị vào đầu giờ tới.